Các bạn mình là dược sĩ cấp 4, mình đến từ dược phẩm Thủy Thanh Hóa và đây là hai số điện thoại bên nhà mình và số điện thoại của mình phải gọi lên cuối cùng mình các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái viên sủi và viên uống đào thi và viên uống tố nửa khang. Đây là một trong những cái sản phẩm về nội tiết tố mà dành cho những người phụ nữ muốn tăng size vòng 1. Hiện nay mình đang thấy là rất nhiều chị em phụ nữ muốn tăng size vòng 1 nhưng mà mọi người đang tìm đến là cái gọi là cái mầm đậu nành, bột mầm đậu nành rồi viên mầm đậu nành uống. Tuy nhiên là nếu như mà mình cái thành phần mầm đậu nành ấy thì nó khi các bạn uống đủ thời gian thì nó vẫn có tác dụng cho tăng size vòng 1. Tuy nhiên khi mà các bạn dùng một mình cái mầm đậu nành không ấy, một mình cái đơn chất là mình mầm đậu nành không ấy, thì các bạn khi bạn dùng nhiều thì nó sẽ bị quá về lượng. Và khi bị quá về lượng thì các bạn sẽ bị các cái vấn đề ví dụ như thế là hay ảnh hưởng đến nang sơ hay u nang u sơ hay là bị các cái ảnh hưởng là kích thích nang sơ khác. Đấy là đối với những người chưa bị u nang u sơ thì nó kích thích nang sơ. Đó, còn đối với những người mà bị nang sơ rồi thì không thể sử dụng được những cái đó. Hoặc là những cái bạn mà ví dụ như muốn tăng size vòng 1 tuy nhiên nó lại có tác dụng phụ đối với cái nang sơ hoặc đối với các cái tình trạng sức khỏe khác của mình thì lại không tốt. Cho nên khi mà các bạn tìm đến cái sản phẩm về tăng size vòng 1 thì các bạn có thể chọn là viên uống đào thi này. Ví dụ như những người nào mà ví dụ như cái nội tiết tố kém quá thì các bạn có thể dùng viên sủi đào thi này. Rồi đối với những ai mà ví dụ như là nội tiết tố mà kèm cả da ví dụ như là do cái không những nội tiết tố mà bị các tình trạng ví dụ như thế là bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, huyết áp thấp này, hoặc là có cái tình trạng sức khỏe không tốt này thì các bạn có thể chọn là cái tố nửa khang. Thì hai dòng sản phẩm là tố nửa khang và đào thi nó đều giúp cho các bạn tăng size vòng 1. Tuy nhiên cái hàm lượng mầm đầu nành ở đây ấy nó vừa phải, nó sẽ không bị gây kích thích nang sơ. Cho nên khi mà các bạn dùng cái sản phẩm này thì nó sẽ an toàn hơn cái mầm đậu nành. Và ngoài cái mầm đậu nành ra thì nó ngoài cái mầm đậu nành ra thì nó có hỗ trợ thêm cái đó là sâm tố nữ này, rồi đinh lăng của Vinh chiết xuất thông đỏ, là các cái thành phần mà nó sẽ giúp cho là lưu thông khơi thông các cái tắc nghẽn trong cái vùng trong cái vùng vùng một đó. Và từ đó nó giúp cho các bạn là bổ sung nội tiết tố được nhiều hơn khi mà kết hợp với các thành phần khác để nó bổ sung được nhiều cái thành phần nội tiết tố hơn, điều hòa lượng nội tiết tố hormone và nó giúp cho kích thích tăng cường cái sản sinh tổng hợp của collagen và elastin dưới da, và từ đó nó giúp cải thiện cả các vấn đề về da, về nội tiết, trung hòa các cái độc tố dưới da. Và bên cạnh đó cái sản phẩm mầm đậu nành có kết hợp với sâm tố nữ ấy thì nó sẽ giúp các bạn là đẩy nhanh cái quá trình là tăng size vòng 1, giảm chảy xệ vòng 1 và giúp làm phòng các bệnh về xương cứng động mạch hay là loãng xương, bổ sung dinh dưỡng cho người phụ nữ, và từ đó nó cung cấp cái lượng estrogen và progen hay là các cái thành phần collagen, thì từ đó nó tổng hợp được nhiều cái thành phần chất hơn, do vậy mà kết quả cho cái vấn đề tăng size ấy thì nó sẽ hiệu quả hơn so với khi các bạn chỉ dùng cái mầm đậu nành không. Vậy thì nếu mà các bạn muốn liên hệ thêm để tư vấn ấy, thì các bạn liên hệ với số điện thoại của sản phẩm túi trên quầy thông qua số điện thoại 0352 939487 để tư vấn thêm các bạn nhé. Xin chào bạn, hẹn gặp lại.